Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã trở lại với nhà vườn Hương Nguyễn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với mọi người cách vô chậu cành chiết sao cho tỷ lệ thành công cao nhất. Đây là những cái cành chiết mà mình đã chiết sẵn rồi. Rễ nó ra được tầm này là mình có thể cắt được nha. Đó, rễ rất là đẹp như vậy là mình có thể cắt được. Khi mà cắt á, mọi người cắt cẩn thận, đừng để bị động rễ nha các bạn. Mình có thể dùng kìm chuyên dụng hoặc là cưa để cắt phần này sao cho cái vết cắt nó ngọt nhất, nó không bị tét trầy cành là được nha. Đây, bộ rễ rất là đẹp. Đây là cành Sicilian Black. Cái lứa này mình chỉ chiết những cái cành nhỏ thôi, nên là lứa cành rất là nhỏ và nó nhiều rễ như vậy là được. Trước khi mà vô chậu thì mình sẽ tỉa bớt những cái lá già đi để cho nó khỏi bị héo khi mà mình vào chậu các bạn. Đây là cành Banachi Tiger nè. Rồi, mình sẽ cẩn thận gỡ cái ni lông ra. Rửa cẩn thận đừng để làm bị động rễ nha các bạn. Cái khâu mà rửa túi ni lông ra như vậy á thì các bạn làm cẩn thận đừng để bị động rễ, đứt rễ hoặc là vỡ cái bó sơ dừa của mình là được. Làm càng cẩn thận càng tốt nha, càng nâng cao tỷ lệ sống của cành chiết. Đây, cành chiết như vậy. Hôm nay mình sẽ vào chậu một số giống như là Banachi Tiger nè, Sicilian Black nè, rồi có cả cành Zin Alphen và Italia 258 nha các bạn ạ. Cành này là đã đầy đủ rễ rồi nè. Rồi, đối với đất mà phù hợp cho cành chiết á, đảm bảo cành chiết của mình sẽ ra rễ và sinh trưởng tốt á, các bạn nên lưu ý là mình sẽ pha trộn đất cho tươi xốp, thốt nước tốt. Ở phần đất này mình đã trộn sẵn rồi này, là thành phần của nó bao gồm đất thịt. Đất thịt thì mình làm ít thôi, khoảng 40%. Còn lại á, mình sử dụng phân bò hoai mục một ít, sơ dừa đã qua xử lý ngâm xả một ít và một ít tro nha các bạn. Tro này là tro hung từ trấu đó, tro hung á. Đất tươi xốp như vậy khi vào mình sẽ không bị úng nước nè, và nó cũng giúp bộ rễ của mình phát triển nhanh. Mình sẽ cho một ít đất vào chậu trước nhẹ nhàng để cành của mình vào, để vào tâm ở giữa, định cố định phần trên và để đất vào xung quanh. Mình cứ để nhẹ nhàng vào như vậy cho khỏi bị động rễ nha các bạn. Mình ấn nhẹ nhàng xung quanh lại để cố định cái phần cây này khỏi bị ngã. Như vậy là đã xong rồi đó các bạn. Về phần tưới nước cho cành chiết xong khi mà đã vào chậu á, các bạn lưu ý chỉ tưới một lần thôi nha, các bạn tưới nhiều một chút. Rồi sau đó tầm 4-5 ngày khi mà mình thấy đã ráo khô cái giá thể mình mới tưới trở lại. Italia 258 mình đã vô chậu vào hôm trước. Khi mà làm bằng cách này á thì mình thấy rất là hiệu quả, có nghĩa là cái cành chiết của mình nó hoàn toàn không có bị suy lá, héo lá, không bị động rễ và phần rễ nó ra cũng rất là nhanh. Đó, đã có rễ lên trên mặt rồi đó. Đây các bạn, đây là một cái cành chiết mà hôm trước mình đã vào chậu rồi. Chỉ sau 7 ngày thôi là phần rễ của mình nó đã lên nhiều như vậy rồi nè. Đó, phần rễ nó đã lên khá nhiều rồi.
sự thành bại của việc vô chậu và vô cành chiết vào chậu á, là mình thấy nó nằm ở chỗ là thứ nhất là chất lượng cành chiết. Chất lượng cành chiết của mình là phải đạt đủ rễ này. Và sự cẩn thận khi mà thao tác vào trong chậu á, thì cắt nhẹ nhàng, không có làm đứt rễ, không làm bể bầu rễ. Và thứ ba nữa là cái giá thể đất mà mình sử dụng để vào cành chiết thì phải đảm bảo là tươi xốp, không quá nhiều phân bón nha các bạn, vì rễ của mình còn non, quá nhiều phân bón có thể làm hư rễ. Và đạt độ tươi xốp để khi mà mình tưới nước vào á, thì nó sẽ bị không có đọng nước và không bị úng. Và một điều quan trọng nữa, khi mà các bạn lựa chọn loại chậu để vào cành chiết á, thì các bạn nên sử dụng loại chậu có nhiều lỗ thoát nước, hoặc là trong trường hợp chậu ít lỗ thoát nước á, thì các bạn nên đục thêm nha. Đây, chậu này nó có rất là nhiều lỗ thoát nước, và khi mình tưới á, thì nước thoát rất là nhanh, đảm bảo cho bộ rễ non của cây không bị úng. Nhìn đơn giản như vậy thôi các bạn, làm rất là đơn giản. Nhưng mà nhiều bạn không biết á, thì mình chọn sai giá thể này, chọn sai loại chậu, hoặc là cành chiết không đạt chất lượng á, thì trước đây mình làm cũng bị chết rất là nhiều. Nhưng mà từ khi mình làm theo cách này á, thì tỷ lệ sống của mình là 100% á, và tầm 10 đến 15 ngày thì đã bắt đầu rễ khỏe rồi. Mình có thể thêm một ít phân bón cho cây ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi video đến đây nha. Đây là những cái lưu ý khi mà vô cành chiết. Các bạn nhớ ấn theo dõi kênh để theo dõi thêm những video sau. Mình sẽ chia sẻ thêm về cách chăm sóc, cách trồng cây sung Mỹ hoặc là một số giống khác nha các bạn.